Chào các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một mã kết hoàn toàn mới, đó là mã kết sắt KVT-SC25. Tại sao mình nói đây là ông hoàng của dòng kết sắt mini, hãy cùng xem nhé. Đầu tiên, với thiết kế số đo chuẩn đúng phong thủy, cao 36cm, rộng 42,8cm, sâu 39cm, mang đến sự tài vượng, minh phúc cho gia chủ. Thứ hai, tuy sở hữu bề ngoài nhỏ gọn nhưng không gian sử dụng bên trong vô cùng rộng rãi, được chia làm hai ngăn thoải mái, chứa được túi clear bag, laptop, A4 và những đồ vật quý giá. Số 3, ưu điểm vượt trội của két sắt mini chống cháy KVT-SC25 là khả năng chống cậy phá. Từ phần cánh cửa cho tới phần thân két sắt được đúc đặc bởi lớp tấm thép dày lên tới 8 ly, gấp 5 lần các dòng két khác trên thị trường. Kết hợp cùng 4 chốt khóa tròn đúc đặc chắc chắn ăn sâu vào trong lòng két, giúp nâng cao tính an toàn. Số 4, khả năng chống cháy ưu việt do được phủ một lớp bột aluminium kết hợp sợi gốm nên có khả năng chống cháy lên đến 1670 độ C trong vòng 120 phút. Đảm số 5, thiết kế sang trọng lịch sự với màu xám, thanh lịch phù hợp với mọi nội thất trong căn nhà của bạn. Với 5 đặc điểm ưu việt trên, dòng két sắt siêu cường KVT-SC25 khóa cơ của Việt Tiệp sẵn sàng để dẫn đầu xu thế của dòng két sắt mini trên toàn quốc. Nào, hãy cùng mình trải nghiệm sản phẩm này bằng cách gọi ngay đến số điện thoại hotline hoặc nhấn vào link bên dưới phần mô tả để đón ngay em két này về nhé.